Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món bánh pate chaud, hay là mình ưa gọi món bánh xếp pate. Mình mua bột làm sẵn. Mình muốn làm bột cũng được, nhưng mà làm bột thì nó mất thời gian nhiều quá, tốn cầu cả tiếng để làm bột. Còn mình mua bột này thì nó làm mau lắm, chút xíu à. Mình khỏi làm bột, mình chỉ làm nhân thôi. Cái này là cái tên là thuốc Patchoy Seed. Các bạn có thể mua ở Hoa Mạc hay là Mayer trong tiệm đông lạnh. Hoặc Việt Nam của mình á, thì vô siêu thị mua cái hiệu này. Nếu mà không phải cái hiệu này nhưng mà cái chữ này là được ha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Mình có một phao thịt, một củ hành sắc nhỏ, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê muối, hai muỗng cà phê đường, một muỗng canh pate. Bây giờ mình trộn đều lên nha các bạn. Mình bỏ chừng một muỗng pate thôi, đừng bỏ nhiều quá nó nhão. Nhưng này mình mua bột làm sẵn nên mình làm mau lắm. Mình lấy khuôn mình ịnh tròn nha các bạn. Nếu mà nhà mình không có khuôn sẵn thì mình lấy cái gì tròn 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 cũng được. Lấy cái miệng ly hay là lấy cái gì tròn tròn là mình ịnh được là được ha các bạn ha. Gói bánh nha mấy bạn. Mình có lòng trắng trứng, mình chép vòng vòng. Rồi mình ịnh lại. Mình lấy cái nĩa mình làm vậy nè, để cho nó đừng có hở cái bánh ra. Mấy bạn đẹp không? Đây, mấy bạn, cái thứ hai. Lòng đỏ trứng mình quậy cho đều, chét lên. Mở lửa 350 độ, nướng 25 phút, vàng là chín nha các bạn. Chét lòng đỏ mỏng mỏng thôi nha, để nó mau khét lắm, đừng có chét nhiều quá. Bánh này là
mang mùi vị của người Pháp á mấy bạn ơi. Nếu mà người Tàu làm á thì họ bỏ đậu, với bỏ dầu mè trộn vô, nó cũng thơm cũng ngon lắm, nhưng mà cái đó là không đúng hương vị của bánh ba tê xô. Bánh ba tê xô nguyên nguyên hương vị của nó là chỉ có ba tê thôi, ba tê với thịt thôi, chứ không có chế biến thêm. Sau này người mình với mấy người của China đồ người ta chế biến thêm cho nó mới lạ. Vị nào cũng ngon hết các bạn, nhưng mà hôm nay mình làm cái vị nguyên vị của nó là thịt với lại ba tê thôi. Bây giờ mình bỏ vô nướng nha các bạn. Sau 25 phút mình nướng xong rồi các bạn ơi. Thành quả của mình đây. Thiệt là thơm ngon. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Ngon lắm mấy bạn ơi. Con gái mình nó cũng thích ăn nữa. Ngon không các bạn? Chúc các bạn làm thành công nha. Chào ngày mới vui vẻ nha các bạn. Bye.